Tiếp theo, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy làm quen với câu lạc bộ dân vũ phố trại qua nhạc phẩm được mang tên Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư. Xin trân trọng kính mời câu lạc bộ ạ. Cảm ơn tiết mục của câu lạc bộ dân vũ phố trại.